Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người vòi rửa chén nóng lạnh cần nò xo chất liệu đồng mạc chrome của Euroline, ký hiệu T005. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Chúng ta cùng mở hộp để xem nhé. Trong hộp sản phẩm bao giờ cũng đi kèm một phiếu bảo hành chính hãng của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Đây là dây cấp đi kèm. Và đây là phụ kiện bát gắn cho vòi. Và đây là thân vòi. Thân vòi được bọc trong một túi vải của Euroline để chống trầy xước và an toàn khi vận chuyển. Và đây, chúng ta cùng xem đây là thân vòi. Chúng ta cùng lắp thử bát của sản phẩm vào xem như thế nào nhé. Chúng ta sẽ có hai gioăng cao su, một gioăng nhỏ làm phía trên và gioăng lớn làm phía dưới. Chúng ta lưu ý là cái bát có một cái khớp ở phía giữa. Cái này là nhằm chặn ren lại, để cho ren không chạy thì cái phần ngắn này chúng ta gắn lên vỏ. Được. Khi lắp đặt thì chúng ta chỉ thao tác đúng như vậy là xong rồi. Rồi quay lại. Vâng, đây là vòi rửa chén nóng lạnh cần nò xo của Euroline. Chúng ta cùng xem về thiết kế. Thứ nhất, thân vòi được sản xuất từ đồng H61 đạt tiêu chuẩn chất lượng về chất liệu của châu Âu. Tay cầm thiết kế tròn với logo của Euroline ở phía trên. Phía sau được in laser thông số và tem điện tử thông minh có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Chúng ta có thể scan mã QR ở đây để kiểm tra xuất xứ của sản phẩm. Và đây là cần nò xo. Cần nò xo linh động, chúng ta có thể xoay, quay và chuyển. Và đây là đầu vòi. Đây là đầu vòi. Đầu vòi này có hai chế độ chảy. Một chế độ chảy thông thường và một chế độ chảy tăng áp. Khi dùng vòi này, chúng ta đã được định vị sẵn một cái đầu tăng áp ở đây rồi. Và chức năng chảy thì chúng ta chỉ việc chuyển ở đây thôi, rất là đơn giản. Chúng ta cùng xem kết cấu ở bên trong. Đây, vòi được đúc từ đồng, chúng ta có thể nhìn thấy chất liệu đồng ngay từ bên trong sản phẩm này. Và gioăng cao su tròn ở các đầu khớp lối với hai lớp gioăng cao su tránh rò rỉ. Chúng ta có thể thấy nước nằm bên trong sản phẩm, đúng không ạ? Đó. Vâng, cái này không phải là sản phẩm đã được sử dụng, mà sản phẩm này được test nước bởi máy nén áp suất để kiểm tra sản phẩm trước khi đóng gói. Vì vậy các sản phẩm của Euroline luôn luôn đảm bảo về chất lượng, ít khi bị lỗi khi đưa đến tay người sử dụng. Cần nò xo của vòi rất là linh động, chúng ta có thể chuyển sang trái, bẻ sang phải. Ngoài ra, cần này có thể xoay 360 độ. Dùng cho vòi, dùng cho chậu, hai hố một cách thuận tiện hơn. Chúng ta có thể thấy là sản phẩm rất là trang nhã và thuận tiện cho mọi gia đình. Trước kia thì Euroline làm đầu này bằng phần nhựa trắng, nhưng sau này chúng tôi đã đổi thành đầu mạc chrome cho sản phẩm sang trọng hơn. Cứ ách thấy bát gắn bằng đồng ở phía sau mang đến độ bền cao và dễ dàng lắp đặt sử dụng với ốc phía dưới. Đây, chúng ta có thể thấy đây, chất liệu của sản phẩm là đồng được đúc. Ở dòng sản phẩm này thì chỉ có một điều duy nhất mà quý khách thường hay gặp phải, đó là tình trạng tắc hoặc là vòi chảy yếu hơn. Thì chúng ta có thể xử lý theo các cách sau. Một là đầu này có thể bị tắc thì chúng ta có thể tháo đầu này ra để vệ sinh, thì đầu này hoàn toàn tháo ra bình thường. Và ở đây có một gioăng cao su thì chúng ta lưu ý đừng để làm mất gioăng cao su này. Và đầu vòi cũng có thể tháo rời ra
để cho chúng ta vệ sinh các lưới lọc bên trong. Đây chúng ta có thể thấy là có thể bị dính vết bẩn khi chúng tôi tét nước đó, thì chúng ta chỉ việc tháo ra vệ sinh các cái phần này là xong. Đó là một trường hợp nếu mà vòi bị tắc do rác. Còn trường hợp thứ hai, chúng ta bẻ ống này xoắn quá nhiều vòng đó, thì bên trong cái ống lò xo này nó sẽ là một cái ống dẫn mềm đi theo lò xo. Vì vậy khi chúng ta bẻ gấp quá nhiều thì ống phía bên trong này nó sẽ bị bẻ lại và sẽ gây ra xoắn ống, và đương nhiên là khi xoắn ống thì nguồn nước lên nó sẽ yếu hơn. Thì thông thường là chúng ta hay gặp trường hợp này nhiều hơn. Vì vậy nếu khi bẻ thì chúng ta bẻ và xoay nó lại một cách bình thường, chứ chúng ta đừng bẻ gập nó quá nhiều vòng đó. Và khi mà xử lý trường hợp này á, thì chúng ta phải tháo ống bên trong này ra để xoay ngược lại, thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Chúng ta chỉ việc lại hai đầu này lên hoặc lại một đầu lên. Chúng ta dùng một cái vít dẹt hay một con dao đó, chúng ta lại cái đầu này lên và chúng ta sẽ rút được cái phần ống ở bên trong này ra, và sau đó chúng ta chỉ việc xoay lại ống này thôi rồi lắp lại như bình thường là vòi sẽ hoàn toàn trở lại bình thường, chứ không phải là do vòi lỗi, vòi hỏng hay gì đó. Thì nhiều khách hàng hay gặp tình trạng này do bị bẻ xoắn quá nhiều lần. Cái đó thì thực ra là bất kỳ một vòi lò xo nào nó đều có một nhược điểm duy nhất là như vậy. Nếu bị bẻ xoắn quá nhiều vòng thì nó sẽ bị bẻ ống bên trong và sẽ gây nước yếu hoặc thậm chí là tắc. Đó là cái cách khắc phục và cái nhược điểm duy nhất của vòi này. Còn về ưu điểm của nó thì chắc các bạn cũng nắm được rồi. Vòi này rất là ưu việt bởi vì sử dụng dễ, thuận tiện và có thể đưa điều hướng cái nguồn nước dòng chảy tới mọi vị trí mà mình mong muốn. Thứ hai nữa là đầu vòi nó có sẵn chế độ tăng áp rồi, chúng ta rất là dễ sử dụng. Đây, khi sử dụng chúng ta chỉ cần cầm bẻ chuyển và bật đó, rất là dễ dàng thôi. Đây là cái chi tiết về sản phẩm này. Và đây tôi sẽ giới thiệu thêm về cái dây. Đi kèm sản phẩm là hai dây cốc Elox dài 60cm, phía bên ngoài được bện bằng sợi Elox 304, hai đầu là đồng. Chúng ta có thể lắp đầu lạc cũng được, không tức là không cần phải cố định đầu dài ở bên đâu, đầu ngắn ở bên đâu, chúng ta có thể đổi cho nhau, bởi vì hai dây này đều là hai dây chịu nhiệt, có thể dùng cho bên nóng hoặc bên lạnh thoải mái. Khác với các dòng sản phẩm khác ở trên thị trường, vòi sản phẩm của Euroline luôn luôn được làm từ đồng hoặc là Elox 304 theo đúng công bố. Các sản phẩm giá rẻ thông thường được làm bằng Artimon, và khi sản xuất thì Artimon được gia cố thêm chì để tăng sức bền cơ học. Vì vậy khi sử dụng, nguồn nước của quý khách có thể bị nhiễm chì, nhiễm độc và có thể gây ra các bệnh ngoài da, hoặc khi ăn uống vào thì có thể gây ung thư. Vì vậy quý khách hãy lưu ý khi chọn mua sản phẩm, những sản phẩm quá rẻ là những sản phẩm khẳng định là không bao giờ có chất lượng và làm hoàn toàn chỉ từ vật liệu rẻ tiền và rất là nguy hại cho sức khỏe. Vì vậy quý khách hãy lựa chọn sản phẩm cho mình một cách chính xác nhất để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể sử dụng lâu dài. Đối với sản phẩm của Euroline, chúng tôi luôn luôn cam kết về chất lượng và cũng như chất liệu đã công bố, và hy vọng sẽ mang đến cho quý khách những sản phẩm tốt nhất, giá thành phù hợp nhất để quý khách tin yêu và sử dụng thương hiệu của chúng tôi, một thương hiệu đã có 10 năm tại Việt Nam rồi. Và chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ quý khách ở trong thời gian sắp tới cho những sản phẩm trong gia đình, những sản phẩm tiện ích nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo.